Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wesuwe Anime. Trong một buổi sáng thứ bảy, mưa và gió đã trút những cơn giận dữ lên mái nhà, báo hiệu một cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào thành phố. Tớ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tìm cho mình một bộ phim và thưởng thức nó, ngồi chờ cho trời trong xanh, gió mát lành trở lại vào ngày hôm sau. Và tình cờ, tớ bắt gặp một bộ phim khá hay. Tớ dám cá ra trong số chúng ta, rất nhiều người đã quen thuộc với cái tên Studio Ghibli. Ít nhất một lần trong đời, các cậu đã từng xem qua những tác phẩm huyền thoại của studio này. Khi nhắc tới Ghibli, các cậu thường nghĩ tới ai? Phần đông câu trả lời sẽ là vị đạo diễn lừng danh Hayao Miyazaki, là người sáng tạo nên những tuyệt phẩm như Hàng xóm của tôi là Totoro, Công chúa Mononoke, Lâu đài bay của Pháp sư Ho, vân vân và mây mây. Những tác phẩm này đã mang lại cho Hayao Miyazaki những thành công lớn. Đi kèm với đó là rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc liên hoan phim. Song, phía sau sự thành công của vị đạo diễn tài ba là những đóng góp thầm lặng của nhà sản xuất phim Yoshiaki Nishimura. Ông là người đã hỗ trợ Miyazaki rất nhiều khi còn làm việc tại Studio Ghibli. Sau khi rời xưởng sản xuất Ghibli, nhà cựu sản xuất phim này đã lên ý tưởng sẽ thành lập cho mình một studio mới. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2015, Yoshiaki Nishimura chính thức thành lập Studio Ponoc. Ông nhận được sự ủng hộ của một số họa sĩ hoạt hình trước đây làm việc dưới mái ấm của Ghibli, bao gồm cả đạo diễn nổi tiếng Hiromasa Yonebayashi. Tên của studio bắt nguồn từ tiếng Croatia Ponoc, nó có nghĩa là nửa đêm. Theo lời giải thích của nhà sáng lập, cái tên này sẽ được hiểu theo hàm ý là sự khởi đầu cho một ngày mới, cũng chính là những bước tiến mới cho xưởng phim còn non trẻ này. Nếu các cậu nghĩ rằng nghe cái tên Studio Ponoc quen, thì đây chính là xưởng phim đã làm ra tác phẩm Mary and the Wishflower. Bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái tên là Mary Smith tìm thấy thứ gọi là Fly by Night, một bông hoa bí ẩn có thể cho cô sức mạnh để trở thành phù thủy chỉ trong một đêm. Nếu các cậu chưa xem thì tớ xin recommend bộ này nhé, sẽ rất hay đấy. Chúng tớ sẽ có một video để nói về Mary and the Wishflower, nhưng không phải hôm nay. Trong video lần này, nhân vật chính sẽ là một tác phẩm phim ngắn mới ra mắt của Studio Ponoc mang tên Modest Heroes. Modest Heroes là một bộ anime ngắn gồm 3 phần kể về 3 câu chuyện khác nhau. Modest Heroes dịch ra có nghĩa là anh hùng khiêm tốn. Khi nhắc đến anh hùng, các cậu sẽ liên tưởng tới điều gì? Là những nhân vật như Iron Man, Spider-Man, Captain America hay một chàng hiệp sĩ giáp sắt nào đó cưỡi ngựa và giải cứu công chúa. Đó là những nhân vật kiệt xuất, chuyên diệt trừ yêu quái, bảo vệ sự bình an cho mọi người. Đó đích thị là anh hùng, nhưng chỉ có trong những câu chuyện tưởng tượng, chứ tại Modest Heroes không có những anh hùng như thế. Trong thời đại mà cuộc sống bộn bề như thế này, lấy đâu ra yêu quái mà cần tới anh hùng cơ chứ? Câu trả lời là vẫn có yêu quái. Đó là những mối bận tâm, những thử thách, những sự khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nó ngăn cho chúng ta không thể có được một cuộc sống bình thường, đó là yêu quái. Còn anh hùng thì sao? Anh hùng có rất nhiều kiểu, nhiều dạng, có zip, có rát, và có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. 3 phần phim trong Modest Heroes sẽ là 3 ví dụ điển hình nhất của khái niệm anh hùng. Câu chuyện đầu tiên có tên là Canini và Canino. Canini và Canino là 2 anh em họ nhà cua được nhân hóa như những con người. 2 anh em nhà cua nhỏ bé này sống dưới đáy của một con suối. Họ sống cùng người cha Toto của mình. Cha là người đang chăm sóc cho 2 anh em Canini và Canino, trong khi mẹ của họ, Kaka, đang mang thai và phải đi xa để sinh con. Giống như tập tính của một số loài cua nước ngọt, câu chuyện bắt đầu khi mưa trở nên nặng hạt, khi con suối được đổ nhiều nước hơn và dòng chảy mạnh mẽ hơn. Người cha Toto bị dòng nước cuốn đi mất, hai anh em Canini và Canino phải trải qua một chuyến phiêu lưu lên đường tìm cha. Nó gợi nhớ cho tớ rất nhiều về bộ phim Finding Nemo của Pixar. Ngoài trừ việc người cha và hai người con hoán đổi vị trí cho nhau, đối với góc nhìn của chúng ta, con suối chỉ là một con suối nhỏ bé, chỉ cần một bước chân, có lẽ chúng ta đã vượt qua được nó. Nhưng với Canini và Canino, đó là một thế giới vô cùng rộng lớn. Đôi khi, dòng nước chảy nhanh hơn một tí cũng đã là một thảm họa thiên nhiên với họ. Đây là phim để lại ấn tượng tuyệt vời về một thế giới dưới nước mênh mông, vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Một câu chuyện phiêu lưu điển hình với các tình tiết quen thuộc, bắt đầu bằng một khởi đầu nhẹ nhàng rồi lên đến cao trào thú vị. Canini và Canino được miêu tả là những đứa trẻ vui vẻ, dễ thương và ngây thơ. Vì người cha thất lạc khiến cả hai bắt buộc phải thực hiện chuyến hành trình đi tìm cha. Đó cũng là dấu hiệu cho việc họ bắt buộc phải trưởng thành, buộc phải rời khỏi nơi an toàn và đi tới nơi xa lạ. Đây chắc chắn là phần phim đúng nhất với tựa đề anh hùng. Chúng ta có nhân vật chính sống trong một thế giới giả tưởng, họ phải lao đầu vào nguy hiểm, có một mục đích thích đáng và chiến đấu với những thử thách. Thử thách ở đây là những cơn mưa nặng hạt và những con cá khổng lồ dưới góc nhìn của hai anh em Canini. Anh hùng đơn giản là trưởng thành và thoát khỏi vòng an toàn. Câu chuyện thứ hai là Life and Gonna Lose, tớ tạm dịch là cuộc sống sẽ không dễ dàng để từ bỏ.
Nó kể về Shun Yashima, một cậu bé sinh ra đã mắc căn bệnh dị ứng với trứng, một căn bệnh mà tớ không biết là nó có tồn tại thật hay không. Vì căn bệnh này, hàng ngày gia đình của Shun phải vất vả tập trung vào việc bảo vệ cậu khỏi sự tiếp xúc với trứng. Shun phải ăn những bữa ăn đặc biệt ở trường, cậu không được ăn trứng, các sản phẩm được làm từ trứng và có kết hợp với trứng. Nghe tôi cũng đã biết, Shun thật không may mắn khi không thể thưởng thức một trong những loại nguyên liệu ngon nhất trên đời. Các bạn cùng lớp cũng phải cẩn thận để không vô tình làm bắn nước bọt vào Shun. Nếu bị dính nước bọt có kèm trứng vào người, Shun cũng sẽ mắc bệnh. Điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình. Mẹ của cậu bé là người vất vả nhất khi vừa trông chừng cậu, đồng thời cố gắng duy trì nghề giáo viên dạy múa nhằm kiếm thêm thu nhập. Một ngày nọ, Shun ăn nhầm sản phẩm có chứa trứng khi mẹ cậu vắng nhà và mọi chuyện bắt đầu. Rời khỏi thế giới giả tưởng ở phần 1, phần 2, chúng ta đã được đưa về thực tại, một câu chuyện có phần dễ đồng cảm hơn. Nhân vật anh hùng không ai khác chính là Shun và con quái vật cậu phải đối mặt là chứng bệnh dị ứng với trứng quái ác kia. Đối với nhiều người trong chúng ta, khi dị ứng với bất kỳ thứ gì, chúng ta hay có khái niệm sẽ né tránh nó. Ví dụ như việc nếu ai đó dị ứng hải sản, có lẽ trong tiềm thức của họ, họ sẽ loại trừ hải sản suốt đời, không bao giờ ăn nó. Việc kiêng cữ có vẻ sẽ khó khăn ban đầu, nhưng càng về sau, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Với Shun, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi trứng là nguyên liệu phổ biến nhất. Cậu không thể ăn những món ăn có trong nhà hàng vì nó ít nhiều có thành phần trứng, không thể ăn bánh mì, không thể ăn kem, thậm chí chỉ là một mẩu bánh quy nhỏ. Sự lạc quan và quyết tâm của Shun chính là thứ khiến cậu trở nên anh hùng. Shun không chạy trốn, cậu quyết định sẽ đối mặt với nó. Cậu đi chữa bệnh và rằng một ngày nào đó, trứng sẽ không còn là cơn ác mộng với cậu. Anh hùng đơn giản là chấp nhận và đối mặt với sợ hãi. Câu chuyện thứ 3 có tựa đề Invisible, kể về một anh chàng nhân viên văn phòng vô hình. Đúng vậy, anh ta thật sự vô hình theo nghĩa đen. Ngoài công việc hàng ngày như một người bình thường, anh chàng vô hình này còn phải cố gắng để gây sự chú ý của mọi người vì dường như không ai để ý đến sự tồn tại của anh ấy cả. Invisible chắc chắn là câu chuyện dành cho người lớn, những người phải vật lộn với xã hội hiện tại. Điểm rõ nhất là tông màu của Invisible cũng hoàn toàn khác với hai phần phim đầu. Canini và Canino lấy bối cảnh màu xanh ngọc lam là nước trong trẻo và thế giới dưới nước lấp lánh. Còn với Life and Gonna Lose thì tràn ngập sự lạc quan, tươi sáng của ánh mặt trời. Thế giới của Invisible là thế giới trần tục, xám xịt và không có màu sắc, ngoại trừ phân đoạn cuối ngắn ngủi. Nhưng mà dấu tên thức dậy và thấy rằng anh ta đã trở nên vô hình, đến nỗi chính anh ta cũng không thừa nhận sự tồn tại của bản thân. Đó là một phép ẩn dụ hình ảnh thông minh cho rất nhiều người xung quanh chúng ta. Đó là những con người có tính cách trầm lặng và cô độc, không có gì nổi bật, hay tiếp xúc với những người đồng nghiệp xung quanh. Sự vô hình ám chỉ sự tồn tại của anh chàng nhân vật chính trong mắt mọi người. Nếu cuộc sống của họ không có anh, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Việc nhân vật chính có cơ thể nhẹ như không, phải bám víu vào bất kỳ vật thể nào, nếu không sẽ bị bay mất, là hình ảnh cho việc cuộc đời có thể biến mất bất cứ lúc nào. Họ là những người dễ bị coi thường, ghẻ lạnh và tầm thường. Những người tầm thường thì không hẳn là những người vô cảm. Phân cảnh anh chàng người vô hình của chúng ta lao ra trước mũi xe tải và cứu lấy đứa bé chính là khoảnh khắc anh hùng. Sự xám xịt của cơn mưa dần tan, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi. Đó là thời điểm chúng ta thấy rõ màu của cỏ nhất. Anh hùng đơn giản là một khoảnh khắc quên mình vì người khác. Đó là một vài cảm nghĩ của tớ về Modest Heroes, một bộ phim ngắn hay của Studio Pognok. Nếu các cậu đã xem thì hãy để lại cảm nghĩ ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ, with you with out.